Hôm qua, tỉnh Bạc Liêu dự ghi nhận thêm 155 trường hợp dương tính COVID-19. Đây được coi là ngày ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất từ trước đến nay trong tỉnh. Phần lớn các ca này liên quan đến hai doanh nghiệp chế biến thủy sản tại thị xã Giá Rai. Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cũng vừa công bố tạm thời cấp độ 4 dịch COVID-19 đối với thị trấn Mỹ Luân và thị trấn Chợ Mới. Tại tỉnh Tiền Giang, quyết định phong tỏa xã Bình Đức, huyện Châu Thành có hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ngành chức năng cũng đang tiến hành làm rõ việc hai doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh không đúng quy định làm phát sinh và lây lan dịch bệnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh vừa kích hoạt lại 3 bệnh viện giả chiến để thu dung sàng lọc, cách ly và điều trị các trường hợp mắc COVID-19. Bởi sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, số người dân Trà Vinh về địa phương liên tục gia tăng, trong đó có rất nhiều người mắc COVID-19.